Một cặp loa 30 mà 10 người mua thì cả 10 người đều khen là rất là hay các bác nhá. Em lại test một cặp loa full 30 giờ xếp là bass giờ xếp và tép neo. Đấy, hôm nay các bác cùng thẩm âm xong rồi em sẽ giới thiệu về cái đôi loa này. Đôi loa này em đang bán rất mạnh luôn các bác nhá. Rồi các bác nghe được chất âm một đoạn nhạc thì em test lên cho anh em nghe cái tiếng tép và tiếng bass. Đây là loa full 30, còn đây là loa full 40. Full 40 này là full 40 JBL 715. Thì tất cả các loại loa 30 thì bao giờ nó cũng có một cái lưới sắt ở đằng phật trước như thế này, nhưng nó chỉ có khác nhau về cái hình thức thôi. Thì các bác cùng xem đây. Mẫu này là màng xếp ly gân 3 gân. Phễu vuông 18 18, ống thông hơi. Mặt trước nha, các bác nha, mặt ống hơi mặt trước này các bác không bao giờ sợ chuột bọ gì cả. Và check của nó sử dụng check leo và côn dẹt. Check leo bi 450, côn dẹt giờ xếp. Đôi cặp loa full 30 giờ xếp này là bass và check của nó đều giờ xếp, thùng giờ xếp. Giờ xếp, bass mang thương hiệu giờ xếp, đít gù viền xanh. Từ 190 con 76 bass 30. Từ 190 con 76 các bác nhá. Đấy. Bên trong kìa. Các bác thấy không ạ? Bên trong là phân có mạch lọc phân tần nhá. Có bóng cầu chì để chống cháy. Thùng gỗ MDF và sơn sần bên trong này. Thì cái cặp loa này ngày hôm nay thì em cũng test cho một bác khách. Một bác khách này cũng xem video em ở trên một cái nền tảng gọi là mạng xã hội và rất là tin yêu cửa hàng và cũng đã tham khảo nhiều cặp loa rồi và rút ra một cặp loa đó là full 30 giờ xếp và tép neo. Thì cặp này em cũng dựng mẫu này thì phải dựng rồi, nó là quá nhiều luôn. Còn cặp loa full 30 giờ xếp này chỉ có giá là 4.7 triệu một cặp thôi. Với cái tầm giá như thế này, hình thức loa như thế này, các bác không mua thì còn mua loa nào nữa. Và hôm nay em Tùng Nguyễn Audio test rồi, giới thiệu rồi, báo giá rồi. Anh em có nhu cầu hãy đến trực tiếp vào cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt cặp loa full 30 giờ xếp này nhá.